chào đón quý thính giả đến với 60 phút của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và 101,7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Thưa quý thính giả, trong chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu là tại sao cần phải bổ sung canxi vitamin D3 MK7 trong quá trình tăng chiều cao của trẻ. Và vị khách mời mà chúng tôi mời đến phòng thu ngày hôm nay đó là chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bác sĩ Lê Thị Hải. Và cảm ơn bác sĩ Thanh Hải đã đến với chương trình. Vâng, xin chào quý thính giả của kênh Joy FM, chào biên tập viên Quốc Minh. Và thưa quý thính giả, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Viptin giúp trẻ cao lớn, thông minh, tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitưvan.vn. Đường dây nóng của chương trình 1900 6255 luôn sẵn sàng chờ đợi những cuộc kết nối của các quý thính giả để chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc trẻ cũng như là tăng chiều cao cho trẻ. Hoặc quý thính giả cũng có thể gửi câu hỏi, những thắc mắc của mình đến hòm thư điện tử biên tập a@989.vn. Và để nghe lại chương trình thì chúng ta hãy vào website www.989.vn. Lúc này đây thì chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe. Vâng, thưa chuyên gia của chương trình, ngày hôm nay thì chúng ta một lần nữa sẽ đề cập đến vấn đề chăm sóc trẻ cũng như tăng chiều cao cho trẻ. Cũng đây cũng không phải là lần đầu tiên mà chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng của chúng ta đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, việc mà làm thế nào để tăng chiều cao cho trẻ cũng như là chúng ta cần nên bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng như thế nào để giúp cho trẻ có được phát triển chiều cao là một điều hết sức quan trọng. Bởi theo những cái thống kê của Bộ Y tế cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam của chúng ta thì lại nằm trong một cái top mà cái tốc độ phát triển chiều cao không phải là tốt, cũng như là cái thể trạng của người Việt Nam cũng chưa phải là đạt được những cái mong muốn mà mục tiêu phát triển thể trạng của người Việt đã đặt ra. Vậy thưa bác sĩ Lê Thị Hải, là đối với cái sự phát triển chiều cao thì hệ phát triển xương nó có một cái quan trọng như thế nào ạ? Đúng là đối với phát triển chiều cao thì hệ xương đóng một vai trò hết sức quan trọng. Và hệ xương của trẻ thì được phát triển từ khi mà em bé còn nằm trong bụng mẹ. Có nghĩa là chúng ta muốn các con của chúng ta sau này cao lớn thì bà mẹ không phải khi đợi con sinh ra hay là đợi con lớn lên chúng ta mới cần chú ý bổ sung các cái dưỡng chất để giúp cho trẻ phát triển chiều cao, mà cái hệ xương này nó phát triển từ khi em bé còn đang làm một cái tế bào bào thai, phát triển một cái phôi thai, và trong 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ thì ngay trong cái giai đoạn này thì chúng ta đã biết là khi em bé mà được nuôi dưỡng một cách tốt nhất trong giai đoạn bào thai thì em bé chúng ta chào đời đã có thể dài được những 50 cm rồi đấy. Cho nên đây là một cái giai đoạn hết sức quan trọng. Thế thì trong tất cả cái giai đoạn phát triển của tất cả một người thì những cái giai đoạn rất là quan trọng để phát triển chiều cao, nó không giống như cân nặng. Ví dụ như cân nặng của chúng ta thì khi chúng ta có thể về già chúng ta muốn tăng cân vẫn còn được, hay chúng ta đã trưởng thành rồi chúng ta vẫn tăng cân cũng được. Nhưng riêng chiều cao thì nó chỉ có những cái mốc và những cái giai đoạn nhất định thôi, và nếu như chúng ta bỏ qua những cái mốc và những cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ không thể lấy lại được. Thế thì trong các cái giai đoạn mà chúng ta cần phải chú trọng nhất để chăm sóc hệ xương cho trẻ, để trẻ có một sau này có một cái chiều cao vượt trội tốt nhất, thì đầu tiên là giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn từ khi chăm sóc, từ khi em bé còn nằm trong bụng mẹ, có nghĩa là giai đoạn đầu tiên chúng tôi gọi là giai đoạn bào thai. Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà em bé từ khi sinh ra đến khi 3 tuổi, thì đây cũng là giai đoạn mà xương tăng tốc rất là nhanh. Chúng ta biết rằng khi mà em bé chào đời thì chiều dài trung bình khoảng 50 cm, nhưng mà chỉ cần một năm sau thôi thì chiều dài của cháu đã tăng lên gấp rưỡi rồi, tức là từ 50 cm cháu đã, nếu mà phát triển tốt là cháu đã 75-76 cm rồi, và thậm chí bây giờ có những cháu còn cao hơn đấy. Thế và năm tiếp theo, năm thứ nhất và năm thứ hai cũng vậy, thì chiều cao trung bình tuy là không phát triển nhanh như năm thứ nhất, nhưng mà mỗi một năm thì trung bình các cháu cũng tăng khoảng 10 cm. Như vậy thì ngay trong 3 cái năm đầu đời thôi thì chiều cao đã quyết định 60% chiều cao của trẻ rồi. Và có một cái mốc rất đáng ghi nhớ là người ta thấy là chiều cao của trẻ lúc 2 tuổi thì đã bằng 1/2 chiều cao của người trưởng thành rồi. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là những cái giai đoạn rất là quan trọng, chúng ta cần phải bổ sung các cái dưỡng chất cần thiết cho trẻ. Và một cái giai đoạn cuối cùng để quyết định cái sự tăng tốc chiều cao của trẻ, mà nếu như bỏ qua nốt giai đoạn này thì các phụ huynh của chúng ta không còn cơ hội để có thể giúp con mình cao lớn, đó chính là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì. Đó là giai đoạn bé gái thì rơi vào tuổi từ khoảng từ 10 cho đến 15 tuổi, và bé trai thì khoảng từ 13 cho đến 18 tuổi. Thì đấy là những cái giai đoạn mà ở cái giai đoạn này thì đặc biệt có 1 năm 1 đến 2 năm
Đấy, tùy theo đứa trẻ thì có những năm có cháu tăng tốc khoảng 12 đến thậm chí 20 cm chỉ trong một năm thôi. Thế và sau cái giai đoạn dậy thì này thì chiều cao tiếp tục tăng đến lúc như trẻ 25 tuổi. Thế nhưng mà sau này thì chiều cao nó tăng rất là chậm, mỗi năm nó chỉ được khoảng 1-2 cm nữa thôi. Thế như vậy thì ba cái giai đoạn quan trọng nhất tôi xin nhắc lại, đó là giai đoạn em bé nằm trong bụng mẹ, thứ hai là giai đoạn từ khi bé sinh ra đến 3 tuổi, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn bắt đầu tiền dậy thì và dậy thì, tức là bé gái khoảng 10-15 tuổi và bé trai khoảng 13-17-18 tuổi. Thì đấy là cái giai đoạn mà tôi nghĩ là quan trọng nhất để các bậc phụ huynh của chúng ta có thể bổ sung thêm những dưỡng chất cần thiết, hay là tạo mọi những cái điều kiện về sinh hoạt, về giấc ngủ, về chăm sóc các thứ để cho bé mà có, cho cháu lớn lên để có một cái chiều cao tối đa, một cái chiều cao giống như mong muốn của tất cả mọi người chúng ta hiện nay. Vâng, các cụ nhà ta thì có một cái câu là nhất dáng nhì ra. Nếu mà gặp một cái chàng trai hay là một cô gái mà có cái dáng vóc cao ráo thì rõ ràng là cái cơ hội mà tìm kiếm được việc làm, những cái nghề nghiệp mà cảm thấy ưng ý nó nhiều hơn, có tốt hơn rất nhiều so với những cái người mà có chiều cao hạn chế. Vâng, như vừa rồi thì bác sĩ Thanh Hải cũng chia sẻ là cần có những cái giai đoạn nhất định để chúng ta tận dụng những cái giai đoạn đó, bổ sung thêm các dưỡng chất để cho phát triển chiều cao. Vâng, những cái dưỡng chất cần thiết ở đây cho cái sự phát triển chiều cao, cụ thể nó là những dưỡng chất nào ạ? Vâng, thì khi mà chúng ta nói đến cái phát triển chiều cao thì tôi nghĩ là hiện nay thì tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta đều nghĩ đến ngay là canxi. Thì điều đó cũng rất là hoàn toàn đúng thôi, bởi vì chúng ta đều biết là canxi là một cái yếu tố quan trọng nhất. Nó chiếm một là một cái yếu tố mà chiếm nhiều cái trọng lượng cao nhất ở trong cái khối lượng của xương. Thì bình thường canxi trong cơ thể của chúng ta thì 99% tập trung ở xương và răng, chỉ có 1% lưu hành trong máu thôi. Tuy nhiên thì cái 1% đó nó cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình dẫn truyền thần kinh thực vật, trong quá trình co cơ, trong quá trình đông máu và qua rất nhiều các cái quá trình khác nữa. Thế thì những cái dưỡng chất quan trọng đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó chính là canxi. Thế nhưng mà để canxi hấp thu được tối đa vào trong cơ thể, đặc biệt là được chuyển đến xương hoặc được chuyển đến những nơi cơ thể của chúng ta cần, thì cơ thể vẫn còn cần thêm rất nhiều các cái vitamin và khoáng chất khác nữa, đó là cần vitamin D và đặc biệt là MK7. Thế ngoài ra nữa thì đến giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì để cho cái sụn tiếp hợp nó phát triển dài ra nhanh hơn thì còn cần một cái dưỡng chất nữa là có chondroitin. Hay là ngoài cái khoáng chất trong xương thì ngoài canxi ra thì trong xương còn rất nhiều các cái khoáng chất thiết yếu khác như là kẽm, magie, đồng, boron, silic, mangan. Thế rồi là các cái axit béo no, DHA các thứ, thì tất cả những cái vi chất đó, dinh dưỡng đó cũng rất là quan trọng. Và cái quan trọng nhất ở đây thì chúng tôi luôn luôn nhắc đến đó là cái bộ ba canxi, vitamin D3 và MK7 là ba cái dưỡng chất luôn đi song hành với nhau, và khi chúng ta chỉ khi nào chúng ta bổ sung đầy đủ những dưỡng chất đó thì canxi mới được hấp thu tối đa vào trong xương. Vâng, và chúng ta biết rằng là tại sao ở trẻ sơ sinh thì chúng ta các bác sĩ dinh dưỡng cũng như là các bác sĩ nhi thì hay là khuyên các bậc phụ huynh là cho trẻ tắm nắng rồi là bổ sung thêm vitamin D. Tuy nhiên MK7 là gì, và thưa bác sĩ Thanh Hải là tác dụng của MK7 ra sao, mà khi chúng ta bổ sung nó vào thì nó có gây ra những cái tác dụng phụ gì không ạ? Vâng. Thế thì thông thường thì chúng ta biết là khi mà canxi muốn được hấp thu vào trong cơ thể thì đầu tiên nó phải có nhờ có vitamin D. Vitamin D3 ở đây thì có một vai trò hết sức quan trọng, đó là nó tác động ở ruột non làm cho tăng cường hấp thu canxi từ thức ăn chúng ta ăn vào, hay là chúng ta uống thuốc uống canxi chẳng hạn, thì nó được hấp thu từ ruột non vào trong máu. Thế nhưng mà khi canxi vào đến trong máu thì tự cái canxi đó nó không thể chạy đến xương, hoặc là nó không thể chạy đến những cái nơi mà cơ thể của chúng ta cần được, mà nó phải cần gắn liền một cái protein vận chuyển canxi. Thế thì cái protein vận chuyển canxi này thì nó là một cái, nó có cái tên là osteocalcin, nó nằm trong cái tế bào tùy cốt bào, tức là tế bào cạo xương. Thế nhưng mà bình thường thì nó ở thể không hoạt động, và chỉ khi có sự tác động của vitamin D3 của MK7, tức là vitamin K2, thì nó mới từ thể không hoạt động trở thành thể hoạt động, và lúc giờ nó mới vận chuyển canxi vào xương. Thế vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra, vậy thì cái MK7 đó là gì? Thì MK7 ở đây thì chính là vitamin K2, nhưng mà đây là loại vitamin có nguồn gốc duy nhất, có nguồn gốc từ thiên nhiên, có nguồn gốc từ tự nhiên. Thế còn ở trong vitamin K thì nó còn có K1, K3 nữa, nhưng mà đấy là những cái loại vitamin K tổng hợp, và cái vai trò ví dụ của vitamin K1 thì nó làm vai trò vào giải đông máu, nó nhiều cái vai trò khác nữa. Nhưng mà riêng vitamin K2 thì lại có vai trò quan trọng đặc biệt trong vấn đề kích hoạt cái protein vận chuyển canxi đưa vào xương. Cho nên đây là một cái loại vitamin mà nó duy nhất là có nguồn gốc từ thiên nhiên, và đặc biệt là chúng ta phải bổ sung qua từng chế độ ăn uống. Thế nhưng có một cái điều là chúng ta cũng biết là vitamin K2 này thì có ở trong thực phẩm, thế nhưng mà những cái thực phẩm mà để chúng ta ăn hàng ngày thì lại cũng không phải là dễ kiếm, bởi vì là nó ví dụ như nó có nhiều nhất ở trong những cái loại đậu hoặc là có loại rau xanh, nhưng mà nhất là trong đậu tương chẳng hạn. Nhưng mà đậu tương thì phải là dạng đậu tương lên men. Chúng ta đều biết là ví dụ như người Nhật Bản, người ta có một cái món ăn gọi là món ăn natto, tức là đậu tương lên men, thì có rất là giàu vitamin K2. Thế chính vì vậy cho nên là
cái món ăn đó thì thứ nhất là không phổ biến ở Việt Nam của chúng ta, thứ hai là đối với các cháu nhỏ của chúng ta thì ngay cả cái việc bắt các cháu ăn rau xanh hoặc là ăn đậu đỗ cũng không phải là dễ. Thế cho nên đây là cái vitamin mà rất dễ thiếu trong cái khẩu phần ăn hàng ngày, cho nên chúng ta cần phải bổ sung. Thế thì để canxi hấp thu một cách hiệu quả nhất và không có tác dụng phụ thì cái vai trò của vitamin K2, MK7 nó có một vai trò rất là hay ở cái chỗ là thứ nhất là nó kích hoạt cái protein vận chuyển canxi, như vậy thì làm cho giống như là cái người dẫn đường đưa canxi đến nơi đúng nơi cơ thể của chúng ta cần. Đấy, ví dụ như là đưa đến hệ xương, đưa đến răng để cho xương chắc khỏe, răng chắc khỏe, xương dài ra. Thế nhưng mà một điều hai nữa là thì nó lại đưa những cái đưa canxi ở ra khỏi ở những nơi cơ thể của chúng ta không cần. Đấy, ví dụ như là nếu như canxi mà nhiều quá mà lắng đọng ở sỏi thận tiết niệu thì có thể thôi sỏi thận tiết niệu, hay là lắng đọng ở mạch máu thì có thể gây vôi hóa mạch máu, gây những cái mảng xơ vữa động mạch rất là nguy hiểm, nhất là ví dụ như đối với người lớn, hay là lắng đọng ở cơ thì gây ra tổ chức vôi hóa các cơ, như vậy thì có rất là không tốt cho sức khỏe. Nhưng chính vì vậy cho nên là vitamin MK7 nó có vai trò rất là quan trọng, là nó đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần và lại đưa canxi ra khỏi những nơi cơ thể chúng ta cần. Cho nên trong những trường hợp mà chẳng may có bị thừa canxi thì nếu có kèm theo MK7 thì canxi cũng sợ không sợ dư thừa và lắng đọng. Và một cái tác dụng thứ hai đối với hệ xương của MK7, ngoài cái việc mà kích hoạt cái protein vận chuyển canxi đưa canxi vào trong xương, thì MK7 lại còn có một vai trò quan trọng là kích thích cơ thể tăng tổng hợp collagen. Thì chúng ta biết là collagen là gì? Collagen bản chất của nó là protein, là một cái dưỡng chất hữu cơ rất là quan trọng nằm trong thành phần của xương. Thì chúng ta thấy là xương của chúng ta thì cấu tạo thì 70% là các chất vô cơ, nhưng còn 3% là 30% là các chất hữu cơ. Và các chất hữu cơ này là gì? Chính là các cái protein này thì chủ yếu chúng ta gọi là collagen, thì nó tạo thành những cái màng sợi, nó chằng chịt như cái lưới để làm gì, để gắn kết các cái phân tử canxi, magie, rồi là phốt pho các thứ vân vân, để tạo thành cho cái khung xương sắc khỏe. Như vậy thì xương của chúng ta không những cần phải chắc khỏe mà lại cần phải có độ bền, độ dẻo dai, và collagen chính là gì ạ? Chính là làm cái nhiệm vụ này. Và MK7 thì lại có tác dụng là tăng tổng hợp collagen. Đấy, thì đấy là cái vai trò rất là tuyệt vời của MK7. Thế cho nên là khi mà chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết giúp cho trẻ có một cái hệ xương phát triển tốt nhất, phát triển cả về chiều cao, chắc cả về độ bền, và thứ hai là quan trọng nhất là có tăng độ dẻo dai, thì sẽ giúp cho trẻ hoạt động linh hoạt hơn và tránh những cái va đập, tránh những cái tổn thương khi không cần thiết. Khi chúng ta chẳng may bị chấn thương, bị va đập thì chính sợ dẻo dai của xương nhờ cái tổng hợp collagen của MK7 mà làm cho hệ xương càng chắc và càng khỏe hơn. Vâng, như vậy chúng ta thấy rõ rằng là cái vai trò hết sức quan trọng của canxi, vitamin D và MK7, hay là gọi một cách khác đó là vitamin K2. Tuy nhiên thưa bác sĩ Thanh Hải, là như thế này, chúng ta biết là giai đoạn 6 tháng đầu đời thì trẻ thường bú mẹ rất là lấy sữa mẹ rất là tốt rồi. Tuy nhiên sau khi cai sữa thì chúng ta thấy cái giai đoạn mà vẫn đang cần có cái vi chất, những cái chất dinh dưỡng để mà phát triển chiều cao thì hết sức quan trọng. Vậy những cái vi chất đấy chúng ta nên lấy ở đâu? Chúng ta bổ sung ở ngoài vào hay là chúng ta lựa chọn từ thực phẩm? Bởi Quốc Minh nghĩ rằng là từ thực phẩm thì cái việc mà có được những cái vi chất như chúng ta vừa đề cập đến, như là canxi, đặc biệt là MK7, thì nó thật là hiếm. Vậy thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm cái nguồn vi chất và khoáng chất này ở đâu ra? Vâng, thì chúng ta thì biết là khi mà chúng ta ăn uống hàng ngày thì thực phẩm là cung cấp cho chúng ta các cái chất dinh dưỡng. Ở đây thì ví dụ như là về dinh dưỡng thì chúng tôi phân ra là thứ nhất là cái nhóm chất để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể của chúng ta hoạt động, thì bao gồm có chất đạm, chất đường, chất béo, và đặc biệt là một cái nhóm chất thứ hai là rất là quan trọng, đó là cung cấp các cái vitamin và khoáng chất. Thế thì ở đây các cái vitamin và khoáng chất thì như chúng ta thấy là canxi chẳng hạn thì là một trong cái vi chất dinh dưỡng mà có rất là nhiều trong thực phẩm. Nhiều khi chúng ta chỉ cần ăn uống đầy đủ thì nguồn canxi gần như là cũng không thiếu lắm. Ví dụ như là đối với em bé dưới 6 tháng thì cháu, nếu là cháu được bú mẹ hoàn toàn thì nguồn sữa mẹ là hoàn toàn có thể cung cấp đủ nguồn canxi cho các cháu. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà em bé thiếu sữa thì chúng ta phải cho bổ sung thêm sữa bột công thức thôi thì cũng có canxi. Thế nhưng mà vitamin D3 thì nó lại khác hẳn. Vitamin D3 là loại vitamin tan trong dầu. Thế nhưng mà cơ thể của chúng ta ấy, thì lại trong các loại thức ăn thì lại không có nhiều vitamin D3 lắm. Tôi lấy ví dụ như là trong thức ăn nếu như có nguồn vitamin D3 thì chỉ có duy nhất là ngay cả trong sữa mẹ của em bé chúng ta bú mẹ mà hàm lượng vitamin D cũng rất là thấp. Vì sao? Bởi vì vitamin D là vitamin có ít chất trong thức ăn, mà nó lại có gì ạ? Nó lại là được tổng hợp, cơ thể của chúng ta tự tổng hợp nó, như người ta giống nó ký vitamin D3 như là một cái nội tiết tố nội
sinh, tức là cơ thể tự tổng hợp nhưng lại phải dưới tác động của tia cực tím của ánh nắng mặt trời. Thế cho nên là nếu như bà mẹ của chúng ta trong thời kỳ mang thai, trong thời kỳ nuôi con bú mà chúng ta lại không ra ngoài nắng, chúng ta gần như là phụ nữ của chúng ta bây giờ đi làm thì hầu như là suốt ngày chúng ta che kín hết mặt mũi, rồi đến cơ quan chúng ta ngồi thì chúng ta lại ngồi phòng điều hòa, chúng gần như là không tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Nếu như mà ai không có thói quen thể dục thể thao hay vận động ngoài trời thì gần như là cái tình trạng thiếu vitamin D ba rất là phổ biến ngay cả ở người lớn của chúng ta. Thế đối với trẻ em cũng vậy. Thì đối với trẻ em thì nhất là những em bé mà sau khi sinh, chẳng hạn nhất là sinh vào mùa đông như miền Bắc chẳng hạn, như thời gian rét như thế này thì hầu hết là các bậc phụ huynh của chúng ta là không ai dám cho con ra ngoài cả, bởi vì ra ngoài thì trời thời tiết như này thì các cháu dễ bị ốm, thế cho nên thường là kiêng khem. Không kể là một số các cái gia đình có những cái có những nơi có cái phong tục tập quán kiêng khem rất là kỹ lưỡng, thế cho nên là trong cái giai đoạn đầu đời này các cháu cũng rất dễ thiếu vitamin D3, cho nên là nhất là những cái ngày vào mùa đông như thế này ở khu vực miền Bắc của chúng ta như này thì các bác sĩ của chúng tôi bao giờ cũng phải khuyến cáo bậc phụ huynh chúng ta phải bổ sung vitamin D3 từ bên ngoài vào, tức là chúng ta bổ sung dưới dạng thuốc đấy. Chứ còn nếu như thực một mình trong thức ăn thì không có, bởi vì là vitamin D3 chỉ có một ít trong dầu gan cá, trong lòng đỏ trứng hay là trong các loại sữa, người ta có bổ sung thêm vitamin D3 vào mới có thôi, chứ còn trong thức ăn gần như không có. Thế mà còn tổng hợp thì lại phải có ánh nắng mặt trời, mà ví dụ như trời lạnh giá này chúng ta không ra được nắng thì chúng ta cũng không có vitamin D3, thế cho nên là vitamin D3 chúng ta phải bổ sung bằng thuốc. Thế nhưng mà canxi thì có sẵn trong thực phẩm rồi, vitamin D3 có thể bổ sung bằng thuốc rất là dễ dàng rồi, ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà riêng có cái MK7 ấy, thì như tôi đã nói ở trên thì MK7 là cái vitamin K2 duy nhất có nguồn gốc từ tự nhiên, thì những cái loại thực phẩm chúng ta ăn cũng không phải là nhiều. Thế cho nên là bắt buộc chúng ta lúc này nếu ấy thì chúng ta phải tìm bổ sung ở những cái thực phẩm bổ sung. Đấy, chúng ta phải tìm ở những thực phẩm bổ sung. Thế và hiện nay thì trên thị trường thì đã xuất hiện những một số những cái sản phẩm bổ sung chứa những cái thành phần như là vitamin D, canxi, rồi là đặc biệt là MK7. Và một cái sản phẩm mà tôi nghĩ là chắc các quý vị khán giả, thính giả của chúng ta cũng đã rất là nghe nhiều lần rồi, đó là chính là cái Privitin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia. Đây là cái dạng thuốc thực phẩm bổ sung mà được sản xuất ở dưới dạng cốm, có chứa đầy đủ các cái thành phần vitamin D3, canxi nano và MK7. Đấy, và chúng ta có thể cho bé bổ sung bắt đầu từ giai đoạn từ 6 tháng cho đến 9 tuổi. Chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung được. Và những cái dưỡng chất này, những cái này thì chúng ta có thể bổ sung hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể bổ sung cho trẻ tối thiểu là một đợt là khoảng 3 tháng, sau đó thì sau 3 tháng chúng ta lại có thể bổ sung tiếp. Thì đây là một cái thực phẩm bổ sung mà ngoài cái chế độ ăn uống ra chúng ta không thể cung cấp đầy đủ được, đặc biệt là MK7, thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái sản phẩm này. Vâng, song có một cái điều như thế này thưa bác sĩ Thanh Hải là rõ ràng là chúng ta sẽ có những thêm những cái sản phẩm bổ sung vào trong bữa ăn của trẻ để làm sao trẻ có được đầy đủ tất cả những cái khoáng chất, những cái vi chất để mà phục vụ cho sự phát triển của cơ thể nói chung và chiều cao nói riêng. Nhưng khi đến cái tuổi dậy thì nhiều ông bố bà mẹ thì coi đây là một cái, coi như là đã xong rồi, cái sự phát triển chiều cao và con cái mình nó cao như thế nào thì nó đã được ấn định rồi, và bỏ qua một cái giai đoạn mà có thể nói là cũng hết sức quan trọng trong sự phát triển chiều cao của con người, tức là cái giai đoạn dậy thì. Vậy thì ở cái giai đoạn dậy thì này thì có cần thiết phải tiếp tục bổ sung những cái canxi hay vitamin D3 hay là vitamin K hay không ạ? Vâng, thế thì như tôi đã nói ở phần trên thì có ba cái giai đoạn quan trọng nhất để phát triển chiều cao cho trẻ. Đấy, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn nằm trong bụng mẹ này, tức là giai đoạn bào thai này. Thứ hai là cái giai đoạn em bé từ 1 đến 3 tuổi, và đương nhiên trong suốt cả cái giai đoạn từ 3 tuổi trở lên cho đến 9 10 tuổi chẳng hạn thì các cháu cũng phát triển đều đều. Tuy nhiên thì cái giai đoạn này thì cái chiều cao nó không tăng tốc cao nhiều lắm. Thế nhưng mà đến cái giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì lại rất là quan trọng. Và đây người ta coi là giai đoạn vàng, giai đoạn cuối cùng để tăng tốc chiều cao. Ở trên thực tế thì Quốc Minh cũng thấy, cũng như là các quý vị khán giả đều thấy là có những cháu hồi bé trông cứ còi còi nhỏ nhỏ. Thế nhưng mà qua vài cái năm, qua cái tuổi dậy thì này, tự nhiên là năm trước gặp cháu, năm sau cháu thấy cháu lớn vọt lên rất là cao. Những một cái cô năm trước chỉ nhìn chỉ là một cô bé nhỏ thôi, nhưng mà sang năm gặp lại có thể cháu đã trở thành một thiếu nữ rồi. Hay là trước thì chúng ta gặp chỉ là một cái cậu, chỉ là con trai bé nhỏ lăn to này thôi, nhưng mà có khi chỉ 1-2 năm sau chúng ta gặp lại cháu, chúng ta thấy cháu đã trở thành một thằng trai cao lớn. Như vậy thì rõ ràng là cái giai đoạn 10 đến 18 tuổi là cái giai đoạn rất là quan trọng và giai đoạn quyết định để có thể tăng tốc chiều cao cho trẻ ở cái giai đoạn này. Thế cho nên là càng ở giai đoạn này thì các bậc phụ huynh của chúng ta lại càng cần phải chú trọng đến bổ sung để tăng phát triển chiều cao cho cháu, bởi vì đây là giai đoạn, tôi xin nhắc lại, đây là giai đoạn cuối cùng, và nếu như bỏ qua giai đoạn này thì chúng ta không còn cơ hội, không còn cơ hội để cho cháu phát triển chiều cao cho trẻ nữa. Thế chính mà giai đoạn này thì thông thường thì các cháu của chúng ta thì thường là lại sống thì có thể là bữa ăn thì bố mẹ cũng không quan tâm nhiều lắm này. Thế rồi thứ hai nữa là ngay cả cái sinh hoạt của con, nhiều gia đình có điều kiện để cho con ngủ phòng riêng này, cháu có thể chơi game thâu xuyên suốt sáng, hay cháu có thể làm những gì đó, rồi là cháu làm gì thì nhiều khi bố mẹ lại ít quan tâm đến. Nhưng mà tôi nghĩ giai đoạn này thì lại càng quan tâm đến rất là nhiều, và các cháu lại càng cần phải bổ sung những các cái vi chất dinh dưỡng hết sức quan trọng để phát triển chiều cao, đó là canxi, vitamin D3 và MK7. Đấy, đấy giai
giai đoạn này lại rất là quan trọng, lại càng cần phải chú ý, cũng chú trọng hơn rất là nhiều. Thế thì cũng rất là may là cũng là của một cái sản phẩm của công ty dược phẩm Vinh Gia, thì ngoài cái việc sản xuất hai cái loại cốm là Privitin 2 và Privitin 3 dành cho trẻ từ 6 tháng cho đến 9 tuổi, thì từ 10 tuổi trở lên cho đến 18 tuổi thì lại có một cái dạng viên uống có tên là Vitin. Thế thì Vitin là một cái viên uống mà dành cho trẻ tuổi teen ấy, tức là trẻ bắt đầu từ 10 đến 18 tuổi, thì trong này cũng chứa đầy đủ các cái thành phần vitamin D3, canxi nano và MK7, và đương nhiên ở lứa tuổi này thì cái nhu cầu về canxi và vitamin K của các cháu cao hơn, cho nên là cái hàm lượng cũng cao hơn so với lứa tuổi nhỏ. Và thứ hai là cái dạng chế biến, cái dạng sản xuất ấy, cái dạng đóng gói thì người ta dưới là trước là dạng cốm thì bây giờ là dạng viên nén, thế cho nên là dễ cho các cháu sử dụng hơn. Thế và chúng ta hoàn toàn có thể, cháu từ 10 tuổi trở lên thì các bậc phụ huynh ngoài cái chế độ ăn uống này, chú ý đến luyện tập này, giấc ngủ cho con, thì chúng ta còn có thể bổ sung thêm cái viên uống Vitin này. Thế viên uống Vitin này thì cái liều lượng uống thì mỗi một ngày chúng ta cho các cháu uống ngày khoảng 4 viên chia làm 2 lần. Đấy, chúng ta có thể uống sau bữa ăn, và thời gian uống cũng vậy, nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể bổ sung hàng ngày, bởi vì thực ra là cái hàm lượng canxi ở trong cái viên này cũng không cao lắm, nó cũng chỉ một phần nào đáp ứng theo cái nhu cầu của trẻ thôi. Kẻ vẫn phải cần chế độ ăn uống, ví dụ như vẫn phải uống sữa, ăn tôm cá, ăn rau xanh nhiều để tăng phát triển chiều cao. Thế nhưng mà trong này đặc biệt là có bổ sung MK7, thế cho nên là chúng ta cũng không sợ bổ sung hàng ngày, chúng ta cũng không sợ thừa canxi. Thế và chúng ta có thể bổ sung hàng ngày. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể bổ sung thành từng đợt, ví dụ như là cứ mỗi một năm thì bổ sung khoảng 2 đợt, mỗi đợt khoảng 3 tháng. Thế nên ví dụ như một năm có 12 tháng thì chúng ta cứ bổ sung 3 tháng, xong nghỉ 3 tháng chúng ta lại bổ sung, và cái thời gian bổ sung có thể kéo dài từ khi em bé bắt đầu 10 tuổi cho đến khoảng 18 tuổi để chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung được. Và bên cạnh đó thì kết hợp với cái chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập rồi giấc ngủ nữa thì chắc chắn là chúng ta hy vọng là các con của chúng ta có thể đạt được chiều cao mong muốn. Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì chúng tôi đang đề cập đến một cái chủ đề mà không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Nhưng qua cái phần phân tích của bác sĩ Lê Thanh Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì chúng ta thấy rằng một lần nữa cái tác dụng to lớn trong cái việc mà chúng ta cần phải cân đối dinh dưỡng, các vi khoáng chất đưa vào cơ thể của con em mình ngay từ khi mới lọt lòng cho đến khi mà phát triển trở thành những chàng trai, những thiếu nữ. Bộ ba vitamin D3, canxi và MK7 là một bộ ba không thể tách rời khi mà chúng ta muốn cho con trẻ của chúng ta có một cái sự phát triển hệ xương một cách tuyệt vời nhất. Bộ ba này sẽ đi song hành với một bộ ba khác, đó chính là một bữa ăn cân đối đủ chất dinh dưỡng, một chương trình tập luyện thể dục thể thao rất là hoàn hảo, và bên cạnh đấy nữa là một chế độ sinh hoạt lành mạnh với những giấc ngủ ngon và đúng giờ. Điều đấy sẽ giúp cho cơ thể của con trẻ chúng ta ngày càng một khỏe mạnh và đạt được những cái điều như mong muốn, đặc biệt về vấn đề thể chất. Mong rằng qua cái phần phân tích vừa rồi của bác sĩ Lê Thị Thanh Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cùng với tất cả những cái mà ở Việt Nam của chúng ta đã và đang tiếp tục sản xuất được, đó là những cái sản phẩm mà giúp cho tăng chiều cao của trẻ, sẽ giúp quý thính giả có được sự lựa chọn cũng như thêm nhiều cái thông tin y học bổ ích để làm sao con trẻ của chúng ta có một sức khỏe tốt nhất. Toàn bộ nội dung của chương trình sẽ được phát lại vào lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh Joy FM. Thưa quý thính giả, chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng ngày hôm nay với chủ đề cần phải bổ sung canxi, vitamin D3, MK7 trong quá trình tăng chiều cao của trẻ. Và vị chuyên gia khách mời của chương trình đó chính là bác sĩ Lê Thanh Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và lúc này đây thì đường dây nóng của chương trình 1900-6255 đã sẵn sàng chờ đợi những cuộc kết nối của các quý thính giả từ mọi miền Tổ quốc để chúng ta cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong việc tăng chiều cao. Chúng tôi cũng xin nhắc lại chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và tần số 101,7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Sau đây chúng tôi xin phép được kết nối với thính giả đầu tiên gọi đến cho chương trình. Alo ạ. Vâng ạ, em xin chào chương trình, cháu chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng. Có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là cháu có hai cháu trai. Một cháu là bây giờ bắt đầu bước vào tuổi 14, là cháu cao 1m61 ạ, và nặng là 53 cân. Một cháu thì cũng bắt đầu vào tuổi 10, vào là 10 tuổi ạ. Cháu cao 1m30 và nặng 27 cân ạ. Mong bác tư vấn giúp cháu là cân nặng và chiều cao của hai cháu này thế nào là chuẩn, và hai cháu nào ạ? Vâng, xin chào bạn. Thứ nhất thì
Hai cháu nhà bạn, một cháu 14 tuổi và cháu 10 tuổi thì đều là cháu trai cả, thì rất là may là cái cháu 14 tuổi thì hiện nay là chiều cao của cháu được 1m61 và 53kg, thì như vậy là cũng tương đối là ổn rồi. Như vậy thì hiện nay nếu mà so với phát triển bình thường bây giờ thì cháu của bạn, con của bạn bây giờ là đang ở cái chiều cao và cái cân nặng là nói chung là đạt chuẩn, không có vấn đề đáng phải lo ngại. Thế nhưng mà riêng cái cháu bé thứ hai nhà bạn là cái cháu bé 10 tuổi mà bây giờ cao có 1m30 và 27 cân, thì cháu vừa bị thiếu chiều cao và bị thiếu cân nặng, bởi vì ở cái lứa tuổi 10 tuổi này thì cháu bây giờ phải 1m38 và phải nặng độ khoảng 31-32 cân. Đấy, thế cho nên là chiều cao ấy, cân nặng thì cháu cũng chỉ thiếu độ 3-4 cân thôi, thì cũng không có gì đáng lo. Như tôi đã nói rồi, thì cân nặng thì có thể tăng bất cứ lúc nào trong cuộc đời cũng được. Ví dụ như giờ cháu có thể hơi thấp cân một tí, nhưng mà vài năm nữa cháu ở đến cái lứa tuổi trưởng thành hoặc là về sau cháu vẫn có thể tăng cân được. Thế nhưng mà riêng chiều cao của cháu bây giờ mà so với bạn bè mà thấp gần 10cm như thế này thì tôi nghĩ cũng đã đều là đáng lo ngại. Thế cho nên là riêng cái cháu 10 tuổi thì tôi nghĩ là bây giờ là bạn cần phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất rất là quan trọng để tăng cường phát triển chiều cao của trẻ. Nếu như là nghe chương trình ngày hôm nay thì bạn có thể cho cháu 10 tuổi rồi thì bạn có thể cho cháu uống cái viên uống Viptin. Đấy, mỗi ngày uống 4 viên và thời gian uống thì như tôi đã nói là nếu có điều kiện thì bạn có thể cho uống liên tục đến năm 18 tuổi, còn không thì có thể uống là khoảng một đợt khoảng 3 tháng và một năm thì bạn uống khoảng 2 đợt. Ngoài cái việc bổ sung thêm này ra thì tôi nghĩ quan trọng nhất đối với cháu ở cái lứa tuổi này thì bây giờ là cháu mới đang bắt đầu bước vào tuổi tiền dậy thì. Thế cho nên là cũng chưa thể nói là cháu sau này sẽ thấp được, bởi vì có những cháu bây giờ là nó thấp nhưng mà có khi vào 2-3 năm nữa thì cháu nó bắt đầu, ví dụ như cháu trai thì nó dậy thì muộn hơn, cho nên khi 13-14 tuổi cháu nó mới cao cơ. Cho nên bạn cũng không phải quá lo lắng. Thì bây giờ là ngoài cái phần bổ sung thêm những cái dưỡng chất từ cái thực phẩm mà bổ sung như vậy thì bạn cần chú ý cho cháu đến cái chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng ở đây thì ngoài đầu tiên là chúng ta phải cung cấp, bây giờ cháu thiếu cả cân nữa cho nên bạn phải có một cái bữa ăn nó cân đối đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là đầu tiên là phải đủ năng lượng. Đủ năng lượng thì ở đây bao gồm phải cân đối chất đạm, chất đường, chất béo, và đặc biệt để tăng cường phát triển chiều cao thì bạn chú ý những cái thực phẩm giàu có cái vi chất dinh dưỡng như là canxi. Thế thì canxi ở đây thì đối với cháu 10 tuổi thì chúng ta vẫn có thể cho cháu uống thêm sữa, ăn các chế phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai, và đặc biệt là phải ăn nhiều rau xanh. Trong các loại rau xanh rồi các loại đậu đỗ cũng chứa rất là nhiều canxi. Thế rồi bên cạnh đó nữa thì cái chế độ ăn giàu vitamin khoáng chất từ các cái loại thực phẩm như là tôm, cua, cá này, sữa này, trứng này, thế rồi các loại rau xanh ra nữa thì bạn cần phải chú trọng đến cái vấn đề giấc ngủ cũng như là vận động thể dục thể thao của cháu. Để tăng cường phát triển chiều cao ở cái lứa tuổi này thì bạn nên tăng cường cho cháu chơi các cái môn thể thao có tác dụng cái kéo giãn cơ nhiều hơn. Ví dụ như cháu có thể đánh bóng chuyền, đánh bóng rổ, thế rồi là chơi cầu lông hay là đạp xe hay là bơi lội chẳng hạn. Đấy là những cái môn mà có thể giúp cho cháu chiều cao phát triển tốt nhất, và cái thời gian tập luyện là ít nhất một ngày phải tập từ 1 tiếng trở lên mới có tác dụng, chứ nếu mà tập ít quá thì cũng không có tác dụng. Bên cạnh đó thì bạn cần bố trí cái thời gian biểu cho cháu làm sao mà học phải kết hợp với cả cái vấn đề vận động thể dục thể thao cũng như là cái giấc ngủ là không được thức khuya. Ví dụ như là bây giờ muộn nhất là 10 giờ là cháu phải đi ngủ, bởi vì chúng ta đều biết là cái chiều cao nó muốn phát triển thì nó phải liên quan đến cái hormone tăng trưởng, tức là chúng ta gọi là hormone tăng trưởng, tức là GH, tức là hormone ấy. Thế thì cái hormone GH này thì người ta gọi là growth hormone, tức là hormone tăng phát triển chiều cao này thì nó do thùy sau của tuyến yên của chúng ta tiết ra, nhưng mà có một cái điểm là nó lại tiết ra nhiều nhất vào ban đêm, tức là tầm khoảng từ 10 cho đến 12 giờ đêm, nhưng lúc đấy đứa trẻ lại phải ngủ say thì các hormone tăng trưởng này mới tiết ra nhiều nhất. Thế chính vì vậy cho nên là tại sao chúng ta phải cho cháu đi ngủ sớm, tức là cháu là phải 10 giờ là phải đi ngủ. Đấy, cố gắng làm sao mà cái thời gian 10 đến 12 giờ đêm là cháu đang ngủ say nhất để cho cái hormone này tăng trưởng tốt nhiều ra. Và thứ hai là cái vấn đề vận động ở đây thì không những làm cho cái xương khớp của cháu được phát triển tốt hơn, mà quan trọng nhất là nếu như vận động nhiều vào ban ngày thì rất nhiều công trình nghiên cứu người ta thấy rằng là trẻ vận động nhiều vào ban ngày thì ban đêm hormone tăng trưởng lại tiết ra nhiều hơn. Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề vận động nó đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó tác dụng kép, tức là vừa làm cho cái vận động làm cho cái trao đổi chất, tăng cường cái trao đổi chất, tăng cường phát triển hệ xương da, thì nó còn có tác dụng tăng tiết hormone tăng trưởng nữa, cho nên làm cho cái chiều cao của cháu dài ra rất nhiều. Và trên thực tế thì chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp các bậc phụ huynh là ví dụ như chỉ trong 3 tháng hè thôi mà cho con đi bơi, đi lội rồi cho con tập thể dục thể thao, thì chỉ cần trong mấy tháng đó các cháu đã thể tăng được mấy cm chiều cao rồi. Đấy, bởi vì là khi nghỉ hè thì các con cũng học ít hơn, các con có thời gian đi ngủ sớm hơn, hay là các con có thể có thời gian vận động nhiều hơn, thì rõ ràng là cái chiều cao tăng lên rất là rõ rệt. Thế cho nên là ở đối với cái cháu 10 tuổi nhà bạn này thì tôi nghĩ là bên cạnh cái chế độ dinh dưỡng, vận động thể dục thể thao thì bạn có thể cho uống thêm cái viên Viptin nữa để giúp cho cháu làm sao mà có chiều cao tối đa khi đến tuổi trưởng thành. Bác ơi, cháu muốn nhắc lại bác sĩ là thằng con nhà cháu là bây giờ là cũng bắt đầu mới bước vào tuổi thứ 10, tầm gọi là cháu vừa sinh nhật tầm một tháng này thôi ạ. Thế cháu muốn hỏi một câu nữa về dinh dưỡng, là nhà cháu thì mấy năm nay thường xuyên là hay ăn muối bột canh ạ, nhưng mà thấy người ta bảo là phải ăn muối trắng thì mới tốt, thì bác tư vấn giúp cháu cái đấy ạ.
không phải là ăn muối trắng hay muối bột canh mới tốt, mà cái quan trọng nhất là ăn mặn đều là không tốt. Bởi vì là dù là ăn muối trắng hay mấy bột canh thì nó không phải là ảnh hưởng đến đến gì cả, mà cái quan trọng nhất là ăn nhiều muối mặn ấy. Thì bạn đều biết là nếu ăn nhiều muối mặn thì sẽ làm tăng đào thải canxi của nước tiểu. Bởi vì sao? Bởi vì natri, muối là chứa nhiều natri. Thì dù muối mặn hay muối bột canh thì cũng đều là natri cả. Muối bột canh thì chẳng qua là người ta thêm một số các gia vị như là thêm mì chính hoặc là thêm các thứ vào, thêm tí đường vào nữa thôi, chứ còn thì nó cũng vẫn là cái thành phần chính của nó, cái vị mặn của nó vẫn là natri. Mà natri ăn nhiều vào quá thì làm sao ạ? Thì khi thì chúng ta ăn mặn vào thì chúng ta đi tiểu nhiều, mà đi tiểu nhiều thì kéo theo canxi ra ngoài. Thế cho nên là ăn mặn này, hay là ví dụ như là tại sao tôi nói bổ sung chất đạm, nhưng mà bạn cũng cần bổ sung một cái lượng vừa đủ thôi, chứ còn ví dụ ăn quá nhiều thịt, ăn quá nhiều những cái thực phẩm giàu chất đạm thì cũng lại tăng đào thải canxi qua nước tiểu. Thế cho nên là cái quan trọng ở đây là chế độ dinh dưỡng đủ và cân bằng, chứ không phải chúng ta ăn càng nhiều càng tốt. Thế cho nên là dù là muối trắng, muối tinh hay là muối bột canh thì đều được cả, nhưng mà bạn nhớ là cho con ăn nhạt, bởi vì ăn mặn quá thì cũng là một nguyên nhân gây mất canxi qua nước tiểu. Bác ơi, cháu muốn có câu hỏi được không ạ? Rồi, bạn nhà cứ hỏi đi. Cháu có hai cháu nhỏ ấy ạ. Một có nghĩa là cháu của cháu ạ. Một cháu thì mai là cháu mới được đầy tháng ạ. Nhưng mà từ khi sinh ra là ở trên đầu của cháu về phía bên trái ạ, nó cứ mềm mềm mà nó lại hơi nhô nhô lên một tí so với bên phải kia. Nhưng nói chung là được gần một tháng nay thì cháu cũng đỡ hơn, rắn hơn nhiều rồi. Mà cháu không hiểu là cái vấn đề đấy thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? À, cái vấn đề đấy thì người ta gọi là cái biếu huyết thanh. Tức là do cái quá trình và khi sinh thì có thể là do cháu mẹ chuyển dạ quá nhanh. Đấy, hoặc là cái đấy thì là nó kiểu như là gây một cái tụ một huyết thanh, đấy là cái máu nó chảy, máu nó đậu trở dưới da đầu như thế thôi. Và một thời gian sau thì cái đấy nó sẽ tan dần đi, chứ không nguy hiểm gì. Cháu muốn hỏi một câu nữa là nhà cháu có một cháu nhỏ nữa là bây giờ là được tháng rưỡi rồi ạ. Thế thì lúc mà cháu được 37 tuần là cháu chưa sinh, cháu sinh vào lúc 38 tuần, nhưng lúc 37 tuần là đi siêu âm thì bác sĩ có nói là cái phần đường kính nướng đỉnh của cháu là chỉ được 8,7mm, là hơi nhỏ, là cũng hơi lo ngại. Thì cháu thì bác sĩ bảo là một tuần sau đi siêu âm lại, nhưng mà em nó sinh vào lúc 38 tuần thì cháu không hiểu là cái phần đấy thì bây giờ chẳng hạn như sinh cháu ra thì có cần phải đi khám hay và khám ở đâu như thế nào không ạ? Bây giờ thì quan trọng nhất là bây giờ cháu đã sinh ra chào đời rồi, thì bây giờ nếu có đi khám thì bây giờ chỉ cần đo cái vòng đầu của trẻ thôi. Tại vì là nếu như cái đầu nó quá nhỏ thì người ta sợ nhất là cái hội chứng não bé ở trẻ. Thế nhưng mà nếu như mà thấy cháu đầu cháu vẫn phát triển bình thường như các bạn khác thì cũng không có gì đáng lo ngại. Thế còn như mà khi sinh ra rồi mà thấy cái đầu của cháu nó cứ nhỏ, nó không to bằng các bạn khác thì lúc giờ cần phải cho cháu đi khám, và nếu khám thì khám ở chuyên khoa thần kinh. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi, và mong rằng là với rất nhiều câu hỏi của thính giả thì chuyên gia của chương trình cũng đã giải đáp được khá đầy đủ, và thính giả có thể định hướng được là chúng ta cần làm gì tiếp theo trong quá trình chăm sóc con trẻ của nhà mình. Còn bây giờ thì đường dây nóng 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Dạ, kính chào bác Hải ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Thính giả có thể chia sẻ đôi nét về mình và đặt ra những câu hỏi mà thính giả quan tâm ạ. Vâng ạ, kính chào chương trình. Tôi là Hà, ở nội thì có một đứa cháu, là một cháu gái là 14 tuổi. Nhưng mà cháu thì không thích ăn uống sữa. Thì cho hôm nay tôi nhân tiện này tôi muốn hỏi bác sĩ là bây giờ tôi nên cho cháu ăn một ngày thì nên ăn mấy lạng thịt, mấy lạng cá và mấy lạng rau xanh. Cháu thích ăn ba cái thứ này. Thế thì tôi muốn hỏi là một lạng thịt hiện nay là có bao nhiêu canxi, một lạng cá thì có bao nhiêu canxi và một lạng rau xanh thì có bao nhiêu canxi để tôi tính cho cháu ạ. Cảm ơn chương trình nhiều ạ. Vâng, chào bác. Thứ nhất thì xin hỏi bác là bé gái nhà mình 14 tuổi thì chắc là cháu dậy thì rồi đúng không ạ? Tức là có kinh nguyệt rồi đúng không? Cháu thì mới dậy thì ạ. Vâng, có kinh nguyệt. Hiện nay chiều cao và cân nặng của cháu bao nhiêu ạ? Chiều cao của cháu tôi cũng không nắm lại, cháu nắm thì nhưng mà nhìn cháu thì là so với các bạn cùng lứa thì cháu vẫn phát triển bình thường đấy. Cân đối ạ. Vâng. Cân đối không cao không béo phì. Không cao không béo phì, nói chung là bình thường. Vâng. Nếu như là ở lứa tuổi 14 tuổi này ấy, nếu mà thực ra nếu mà cháu phát triển tốt ấy thì bây giờ là cháu phải khoảng 1m6 và 50 cân đấy. Vâng, đấy, nếu như được như thế thì là quá chuẩn, còn nếu không thì là cũng thấp hơn một chút thì cũng coi như là chấp nhận được, chứ nếu mà thấp hơn nhiều quá là cũng đáng lo, bởi vì là cháu đã qua tuổi dậy thì rồi thì từ bây giờ trở đi là chiều cao của cháu nó tăng không nhanh nữa đâu. Vâng, thế thì bây giờ ấy, thì đương nhiên rồi, như bác nói thì tự nhiên là canxi thì nhiều nhất là trong sữa, nhưng mà không phải chỉ có sữa mới có canxi, cho nên cái việc là cháu không thích uống sữa thì cũng không có vấn đề gì đáng phải lo ngại đâu ạ. Thì nếu như cháu không thích uống sữa thì cháu có thích ăn sữa chua hoặc là phô mai không ạ? Cháu chỉ ăn thịt cá, chứ còn có cái gì về sữa này không thích đúng không ạ? Vâng. Vâng, thế thì thứ nhất là xin nói luôn với bác là thịt thì lại không chứa canxi ạ. Thế cho nên là thịt thì lại ăn vừa phải, chứ còn ăn nhiều quá thì lại thịt thì là nhiều chất đạm thì lại tăng đào thải canxi cho con nước tiểu. Cho nên cái vấn đề ăn quá nhiều thịt thì cũng không phải là tốt cho vấn đề là canxi. Thế cho nên là ví dụ như cháu là 14 tuổi, nếu mà ăn tối đa những thịt thì ngày chỉ tối đa không quá được 2 lạng đâu.
Thế rồi mỗi bữa khoảng 70 gram thôi, vâng, ăn 3 bữa chia đều, nếu mà ăn đấy là ăn toàn thịt. Thế còn thì là cá, thì ở đây nếu mà cá thì lại, nếu là cá mà cá to, cá nạc ấy, ăn cái phần thịt cá thì cũng canxi cũng không có nhiều, mà muốn có canxi thì cháu lại phải ăn những loại cá nhỏ, ăn những cái cá kho như cả xương. Đấy, ví dụ như là cá diếc, cá rô phi hoặc cả cá rô nhỏ con mà chúng ta ngày xưa ở quê chúng ta hay rán giòn, hoặc là chúng ta cá diếc chúng ta hay kho nhừ ấy, hay là cá biển cái loại nhỏ ấy, chị có thể kho nhừ cho cháu cả xương, hay là những cái loại cá chi chi, cá cơm có thể xay ra làm chả cá. Thế là những cái loại cá mà nó có xương ấy, mà ăn được cả xương thì mới có canxi. Đấy, thế thì cá thì cũng vậy, cá thì cũng giống như thịt, nó cũng cung cái chất đạm, cho nên ăn cũng không quá 200 gram một ngày nếu như ăn toàn cá, nhưng mà thông thường thì chúng ta thường là ăn phối hợp cả cá cả thịt, đúng không ạ? Thế còn riêng rau xanh thì lại càng rất cần, cao khanh thì cháu phải cần, tuổi này là phải cần 300-400 gram, tối thiểu là 300-400 gram rau xanh một ngày. Thế và những cái rau mà nó giàu canxi nhất thì chính là rau dền cơm, rau cải bó xôi, rau súp lơ. Đấy, đấy là những cái rau mà nhiều dầu canxi nhất. Thế thì những cái loại rau này rất giàu canxi, ví dụ như là rau dền cơm chẳng hạn, thì 100 gram rau là có thể chứa đến 310 mg canxi, có nghĩa là cao hơn cả uống một ly sữa. Vâng, tuy nhiên thì canxi ở trong rau thì nó không hấp thu tốt bằng canxi trong sữa thôi, nhưng mà chúng ta ăn nhiều vào thì chắc là nó hấp thụ, tỷ lệ hấp thu thấp thì nó cũng vẫn hấp thu được tốt hơn ạ. Đấy, thế cho nên là ăn rau, đặc biệt các loại rau xanh cũng là một cái nguồn cung cấp canxi hết sức quan trọng, hay là ví dụ như là ăn các loại đậu đỗ cũng khá nhiều canxi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây thì nếu như bác nghe chương trình ngày hôm nay ấy, thì ăn nhiều canxi thì chưa đủ mà lại phải cần bổ sung những cái dưỡng chất để hấp thu canxi. Ví dụ như là cháu có thể phải uống thêm vitamin D, hay là cháu có thể phải uống thêm MK7, rồi uống thêm những cái dưỡng chất khác nữa thì nó mới hấp thu được canxi. Vâng. Đấy, thế và cũng nhấn mạnh một điều nữa là cũng không được ăn mặn quá. Ăn mặn thì cũng là một trong những yếu tố làm tăng đào thải canxi của nữ tiểu. Bác, em hỏi bác thêm một câu nữa, tức là cháu nó cũng thích ăn cả đậu phụ nữa, thì một lạng đậu phụ có bao nhiêu canxi hả bác? À vâng, ăn đậu phụ thì cũng đã khá tốt. Đậu phụ thì cũng là một trong những cái thực phẩm mà cung cấp khá nhiều canxi. Ví dụ như là đậu phụ thì nếu tính là làm thì chúng tôi thường là chúng ta tính là từ đậu tương làm ra đậu phụ. Thế cho nên là trong 100 gram đậu phụ thì hàm lượng chất đạm thì nó cũng cung cấp cũng tương đối, và hàm lượng canxi thì cũng cao. Ví dụ như tôi tính thông thường, ví dụ như là một cái cốc sữa đậu nành chẳng hạn thì cũng cung cấp đến khoảng, ví dụ như là sữa bò thì cung cấp là 120 mg canxi, thì sữa đậu nành cũng phải cung cấp được 60-70 mg canxi. Thế cho nên là bằng nửa. Thế cho nên là cháu ăn, mà nhất là lấy các thứ thì ăn đậu phụ cũng rất là tốt ạ. Nói chung là tất cả các loại đậu đỗ đều cung cấp canxi cả. Vâng. Bác cho hỏi thêm bác một câu, tức là cái mọi là cốm đợt thì lâu lâu rồi cháu không nhớ lâu từ bao giờ, nhưng mà đài nói là một trong một một cân sung và một cân sữa thì sẽ cung cấp cho một lượng canxi tương đương nhau, có đúng không ạ? Cân sung ấy ạ, quả sung ấy ạ. Quả sung ạ. Không đúng đâu bác ạ. Quả sung thì vâng, không thể nào mà, có thể là cái hàm lượng canxi ở trong quả sung thì cũng có, nhưng mà nếu mà không thể so sánh với canxi trong sữa được ạ. Tại vì so tất cả các cái loại canxi trong thực phẩm thì canxi trong sữa vẫn là loại canxi mà hấp thu tốt nhất ạ. Nhưng mà bây giờ cháu ăn sung kho có được không ạ? Ăn được ạ, thỉnh thoảng ăn vẫn được ạ. Thế nhưng mà thôi, đã bảo là hạn chế các món kho, đừng có ăn mặn quá. Ăn mặn quá là đều không tốt đâu. Ăn cặn quá là muối mặn đều. Kho sung nhạt thì ăn có được? Vâng, ăn được ạ. Tốt nhất nếu mà nói về các loại rau bổ sung canxi thì tốt nhất là ăn rau cải bó xôi, ăn cả súp lơ mùa này, và ăn nếu mà ăn rau dền, đặc biệt nhưng là rau dền. Nhưng mà cải bó xôi thì em sợ là nhiều thuốc sâu ạ. Nói chung là rau, bây giờ để nói đến rau thì cái gì cũng sợ thuốc sâu cả, thì tất nhiên mình phải chọn thực phẩm sạch thôi chị. Vâng, chị mua ở những cửa hàng thực phẩm bán thực phẩm sạch nó an toàn. Chợ thấy cũng có cả bó xôi nhưng cái xanh ngứt em sợ. Vâng, đấy trên đấy chị nên mua ở các cái siêu thị hoặc cửa hàng bán rau an toàn thì nó sẽ yên tâm hơn. Vâng, thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé. Vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi, và mong rằng là bác cũng đã thỏa mãn với tất cả những cái lời tư vấn, cái chia sẻ của chuyên gia chương trình, để làm sao là cung cấp thông tin cho bố mẹ của cháu gái, cũng như là để mình xem là cháu ăn uống ra sao, rồi là tập thể dục thể thao, ngủ nghê như thế nào, để đảm bảo sức khỏe của một cô bé đang ở tuổi dậy thì như thế. Xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình, và lúc này đây thì đường dây nóng 1900-6255 tiếp tục nhận được những cuộc kết nối của các quý thính giả gọi đến cho chương trình từ mọi miền tổ quốc, và chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy ạ. Alo ạ. Dạ, tôi xin chào chương trình, chào chúng ta nhảy nhá. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. Tên là Nhung, tôi 55 tuổi, tôi ở Hưng Yên. Tôi có mấy câu hỏi nhờ bác sĩ tư vấn hộ, là tôi có thằng cháu trai, năm nay cháu được 3 tháng, cháu cao 0.95 và cháu nặng 12 cân. Thì ngày bé thì cháu mú mẹ, thế cai sữa cháu thì cháu mú sữa ngoài, thì cháu ăn kẹo bánh hoa quả với lại thịt cá, nghĩa là cái gì cháu ăn rất là nhiều. Thế nhưng mà
đặc biệt là cơm rồi cháo rồi mì thì cháu không ăn, mà gia đình thì không làm cách nào để cháu ăn được. Thế cái phần đi ngoài của cháu thì cháu lại thường xuyên là bị táo, có khi 3-4 ngày cháu mới đi một lần, mà có lần thì phải mẹ cháu phải móc ra cho cháu mới được. Thế tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn hộ, một là xem cháu suy dinh dưỡng có nhiều lắm không, cái thứ hai là làm thế nào để cho cháu uống cái thuốc gì cho cháu đi ngoài được bình thường, với lại câu thứ ba nữa là cho làm nào cho cháu ăn được các cái chất tinh bột như là cơm với cháo với mì đấy. Thì đấy, tôi nhờ bác sĩ tư vấn hộ ba câu hỏi. Tôi cảm ơn bác sĩ với cảm ơn chương trình rất nhiều. Vâng, chào bác. Thứ nhất ấy thì nói về tháng tuổi của cháu thì 3 tuổi 3 tháng, tức là bây giờ là cháu 39 tháng, tức là hơn 3 tuổi một chút, đúng không ạ? Thế bây giờ cái cân nặng và chiều cao của cháu thì nếu mà so với chuẩn thì cháu không đạt, nhưng mà để đến nói là bị suy dinh dưỡng thì cũng chưa đến mức bị suy dinh dưỡng lắm, có nghĩa là chỉ là nhẹ cân một chút và hơi thấp chiều cao một tí thôi. Nếu như chuẩn của cháu ở cái lứa tuổi này thì nếu mà phát triển tốt thì bây giờ cháu phải khoảng là 98 cm và nặng khoảng độ 14 cân rưỡi cho đến 15 cân. Đấy thì là cháu, cái chiều cao của cháu thì chỉ thiếu khoảng 3-4 cm thôi, nhưng mà cái cân nặng thì bây giờ là thiếu cũng đến hơn 2 cân. Tuy nhiên thì nếu như là để đánh giá là suy dinh dưỡng chưa thì cũng chưa đến mức suy dinh dưỡng lắm, mà nó chỉ là ở cái thể đe dọa suy dinh dưỡng thôi. Thế như là cái nguyên nhân như bác đã nói thì tôi cũng đã hiểu rồi, thì cái nguyên nhân tại sao mà cháu không tăng cân ở đây là cái nguyên nhân chính ở đây là táo bón đấy ạ. Táo bón là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm cho cháu chậm phát triển cả chiều cao cũng như là không hấp thu được chất dinh dưỡng, cho nên dẫn đến cái sự tăng cân chậm như này. Và táo bón cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cháu bị biếng ăn, cháu lười ăn đấy. Thế mà cái nguyên nhân táo bón ở đây thì tại vì do cháu ăn không chịu ăn rau xanh hoa quả, rồi đặc biệt là ăn tinh bột các loại cơm mì ít quá, đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái nguyên nhân gây táo bón. Thế cho nên bây giờ đầu tiên để khởi đầu để chữa cái này, đầu tiên thì trước nhất là phải chữa cái táo bón của cháu là cái quan trọng nhất. Thế thì để chữa cái táo bón thì hàng đầu tiên bác phải quan trọng nhất, thứ nhất là cho cháu phải uống đủ nước, tức là phải uống nhiều nước đấy. Ví dụ như lứa tuổi này cháu hơn 3 tuổi rồi thì một ngày cháu cũng phải cần đến khoảng cả canh, cả nước, cả các loại nước, sữa xiếc các thứ là cũng phải khoảng độ 1,5 lít nước một ngày đấy. Đấy, thế cho nên là thường là các cháu đi học là các cháu rất là lười uống nước, cho nên thiếu nước là táo bón. Cái thứ hai nữa là phải khuyến khích động viên cháu ăn rau xanh, rau xanh hoa quả, và đặc biệt là chọn các loại rau có tính chất nhuận tràng, như bác có thể nấu canh rau mùng tơi, rau khoai lang, rau dền. Thế rồi là cho cháu ăn các loại quả như là chuối này, đu đủ này, thanh long này. Đấy, rồi là mùa này mùa cam, vâng, mùa cam cho cháu cũng khuyến khích cháu ăn được cả múi cam thì tốt nhất, có cả chất xơ. Thế nếu không thì con thì vắt nước cũng được, nhưng mà ăn được cả múi thì là tốt nhất. Đấy, thế rồi là đặc biệt nữa là sữa chua. Sữa chua là một cái thực phẩm mà cũng vừa bổ sung canxi cho cháu phát triển chiều cao, như quan trọng nhất là trong sữa chua có chứa những cái lợi khuẩn để giúp cho cháu chữa cái tình trạng táo bón của cháu. Thế đấy cũng là rất là quan trọng. Đấy, đầu tiên là về chế độ ăn uống là phải chữa được cái táo bón, và sau khi chữa được cái táo bón thì tự nhiên là cháu sẽ ăn sẽ ngon miệng hơn thôi. Thế và bây giờ ví dụ như cháu không ăn được cơm thì bác có thể nấu cho cháu cháo, mì, bún phở, nói chung là thay đổi đi, khuyến khích. Và một cái điều đặc biệt là tuyệt đối không cho cháu ăn vặt, tức là ăn bánh kẹo, nước ngọt, bim bim trước các bữa ăn. Vâng, đấy, cái tại vì là ở lứa tuổi này cháu bắt đầu đi mẫu giáo là ông bà hay đón các cháu về là rất hay chiều các cháu là cứ ra đến cổng là lại gói bim bim hay là cái kẹo mút hay là chai nước ngọt, thì về nhà là cháu sẽ ngan dạ, cháu không ăn cứ gì. Ăn bánh kẹo hoa quả rồi. Đấy, ăn chính vì như thế là cái nguyên nhân làm cho cháu biếng ăn, cho nên bây giờ bác không cho ăn bánh kẹo với cả nước ngọt, thì nói chung là nhất là nước ngọt và bim bim thì cấm tuyệt đối. Thế còn bánh kẹo thì cũng ăn được, nhưng mà phải ăn sau bữa ăn chứ không được ăn trước bữa ăn. Đấy, và nói chung là bánh kẹo thì ăn nhiều cũng không phải tốt. Đấy, tốt nhất là ăn hoa quả tươi thì được, nhưng mà hoa quả thì cháu nó lười ăn như vậy thì bác cũng không nên cho ăn trước bữa ăn, mà bác nên cho ăn sau bữa ăn khoảng 30 phút. Đấy, bởi vì là ăn hoa quả thì những cháu nó đã lười ăn rồi, ăn vào thì nó cũng lại ngang dạ, nó không ăn nữa mà. Đấy, cho nên là bác phải cho ăn sau bữa ăn và cho cháu ăn đúng giờ. Đấy, đấy là cái điều quan trọng nhất. Thế còn dạ, thế bác sĩ tôi hỏi là thế cháu mà nó cứ không chịu ăn các cái chất tinh bột, nó cứ ăn như này thì có bị làm sao không? Tôi đấy, không ăn tinh bột thì nó thiếu năng lượng thì nó không lên cân đấy bác. Vâng, thì cho nó cân nó cứ bị nhẹ như thế. Cháu nó có bị bệnh gì không? Nó thiếu tinh bột thì nó có bị bệnh gì không? Không thiếu tinh bột thì hàng đầu là bị bệnh, chứ nếu mà cân nặng mà không lên nữa thì sau là bị suy dinh dưỡng đấy bác. Vâng, bị suy dinh dưỡng tại vì thiếu tinh bột là cái nguồn cung cấp năng lượng chính trong bữa ăn hàng ngày, cho nên những cái cháu nào không ăn được tinh bột thì chắc chắn là sẽ bị gầy, tức là không lên cân được, lại để thiếu năng lượng cho nên nó không lên cân được. Đấy, cho nên là bác ấy, thế còn bây giờ mà muốn vâng, còn biết muốn biết tổng thể cháu có mắc cái bệnh gì không hay là thiếu những cái vi chất dinh dưỡng gì thì tốt nhất là bác nên cho cháu đi khám ạ. Vâng, cho cháu đến khám các cái trung tâm tư vấn dinh dưỡng hoặc là khám đến viện dinh dưỡng, khám các bác sĩ thì có thể là thêm vào đấy nữa để xem cháu thiếu cái gì để bổ sung thêm cho cháu. Có thể là nó lười ăn thì có thể bổ sung thêm kẽm này, bổ sung thêm đấy như men vi sinh tôi nói đấy, hoặc là ăn thêm sữa chua hay bổ sung thêm men vi sinh thì cũng giúp cho cháu nó sẽ ăn ngon miệng hơn. Nhưng cái quan trọng nhất là phải thay đổi cái cách chế biến, và thứ hai là không cho cháu ăn vặt.
Vâng. Thế tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi, và chúng ta thấy rằng là các ông bà rất là quan tâm và chăm lo cho các cháu của mình, và cháu chậm lớn một chút hoặc là thấp hơn so với đồng lứa một chút là rất là quan tâm và lo lắng. Điều này cũng thể hiện là trong gia đình của chúng ta rất là hòa thuận, rất là hạnh phúc, là bề trên thì chăm lo cho bề dưới và bề dưới thì là cố gắng chăm ngoan học hành để thỏa mãn đền đáp công ơn của bề trên. Như thế là, và bây giờ thì đường dây nóng 1900 6255 của chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo, và hy vọng đây cũng là một ông hoặc là bà nào đó đang quan tâm đến cho con cháu nhà mình. Alo ạ. Alo ạ, chương trình xin lắng nghe. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả hãy chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. Dạ vâng ạ. Chào bác sĩ, chào chương trình. Em hỏi là em có hai thằng con, mà một đứa là năm nay là 16 tuổi, nặng 58 cân. Với lại một cháu là 13 tuổi, là nặng là chiều cao của cháu là 1m45, là nặng là 58 cân. Thì có phải là thừa cân không ạ? Cháu 16 tuổi thì nặng 58 cân. Dạ vâng ạ. Cao có 1m45 á? À, cao là 1m65 ạ. 1m65. Thế vâng còn ạ. Cháu 13 thì nặng bao nhiêu cân ạ? Nặng là 58 cân. Cháu 13 tuổi. Cao là 1m45 ạ. Cũng nặng 58 cân luôn, tức là bằng dạ anh vâng luôn. Ạ. Vâng. Thế thì thứ nhất ý, là đầu tiên là cái cháu số 16 tuổi mà cao 1m65 mà nặng 58 cân thì là bình thường. Không có dạ vấn đề vâng gì, ạ. Không thừa cân béo phì và cũng không bị thấp chiều cao lắm nhá. Dạ nói chung vâng là thực ạ. Ra là 16 tuổi thì thực ra nếu mà nó phát triển tốt thì bây giờ nó phải 1m7 rồi đấy. Nhưng mà thôi 1m65 thì cũng tạm ổn. Bây giờ cố gắng vận động thể dục thể thao nữa thì còn vài năm nữa cháu cũng có thể đạt được 1m7 nhá. Vâng thì ạ. Không vấn đề gì là cái cháu 16, nhưng mà riêng cháu 13 thôi. Thì bây giờ có 1m45 mà những 58 cân thì đương nhiên là thừa cân béo phì rồi. Vâng. Đấy, em cũng biết rồi, tại vì là cân nặng thì bằng anh, mà trong lấy chiều cao thì thấp hơn anh hơn 20cm thì đương nhiên là phải thừa vâng cân rồi còn gì nữa nhá. Thế cho vâng nên là cái cháu 13 là tuổi. Cháu béo như thế thì cháu uống thuốc gì được ạ? Uống gì quan trọng nhất ở bây giờ là chế độ ăn uống và luyện tập chứ không phải là uống thuốc. Dạ vâng ạ. Bây giờ em có cho cháu có ăn nhiều không? Cháu thì mới bữa được 2 lưng cơm đấy ạ, không dám cho ăn nhiều ạ. Ở 2 lưng như nó có chịu ăn rau xanh nhiều không? Dạ có ạ. Ăn rau xanh nhiều. Ăn rau nhiều ạ. Có chịu vận động không hay là suốt ngày ngồi xem tivi? Có, cháu vận động thì khỏe lắm. Ừ, vận động thì khỏe. Nhưng mà cân nặng vẫn nhiều như này, nó có hay ăn vặt vớ vẩn, ví dụ như cái đồ ngọt, đồ béo, ví dụ như là bim bim, bánh kẹo, nước ngọt, cái thứ không, hay ăn không? Bim bim, bánh kẹo thì không, nhưng mà hoa quả thì ăn nhiều ạ. À, hoa ăn nhiều, vâng. Thế thì bây giờ vấn đề là như thế này, thứ nhất ý, là cháu 13 tuổi. À, cao 1m45 thì là hơi bị thấp rồi đấy nhá. Dạ vâng. Bây giờ là 13 tuổi thì nó phải khoảng trên 1m50. Đấy, còn chiều cao là thấp, nhưng mà cân nặng thì đáng nhẽ 13 tuổi thì cân nặng bây giờ khoảng chỉ 45 cân thôi. Bây giờ những 58 cân là đang thừa tận 13 cân. Vâng. Thế thì cơm thì bây giờ nếu mà đã ăn 2 lưng bát thôi mà vẫn không giảm được cân thì bây giờ em chỉ cho ăn 1 bát thôi. Vâng. Thế nhưng mà tăng cho cháu ăn rau nhiều hơn lên nhá. Ví dụ vâng như là mỗi bữa thì trước vào bữa cơm là cho ăn là 1 bát rau hoặc 1 đĩa rau trước nhất. Cái thứ hai nữa là các cái món ăn nấu hàng ngày thì hạn chế xào rán và cho cháu ăn hấp hoặc luộc thôi thì nó sẽ đỡ nhiều chất béo vào. Đấy. Và vâng cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất đối với cháu là ở cái lứa tuổi này là em cho cháu vận động. Đấy, vận động, tăng cường, động viên, khuyến khích con vận động nhiều vào. Ít nhất mỗi ngày phải tập thể dục từ 1 tiếng đến 2 tiếng một ngày vào. Chạy, này đi bộ, này đạp xe, này bơi lội này vừa có tác dụng để giảm cân. Và thứ hai là khi mà tập thể dục thể thao như vậy thì cháu sẽ tăng chiều cao rất là tốt. Và cái thứ ba nữa là bây giờ cân nặng của cháu như thế này thì nếu như mà em cho cháu cái chiều cao cháu nó tăng lên được nữa thì nó cũng sẽ bớt béo đi. Thì ngoài cái việc là vận động này, thế rồi là ăn uống tiết chế này, rồi thứ ba nữa là em có thể bổ sung cho cháu những cái dưỡng chất để cho cháu tăng phát triển chiều cao. Thì khi mà chiều cao nó tăng lên thì nó sẽ cân đối với cân nặng và cháu sẽ không bị thừa cân béo phì nữa. Vâng. Thì 13 tuổi là em có thể cho cháu uống cái viên uống Vitin được rồi nhá. Mỗi ngày em cho cháu uống 4 viên. Đấy. Uống thì nó vừa tăng chiều cao và thứ hai nữa là cái chiều cao nó tăng lên thì cái cân nặng nếu mà nó không giảm được nó chỉ cần giữ nguyên thôi, nhưng mà nếu nó cao bằng anh nó thì là nó cũng sẽ hết béo. Đấy, ví dụ dạ thế. Vâng ạ. Ừ. Thế bác sĩ ơi, cho cháu hỏi là ví dụ mua cái thuốc đấy là ở hiệu thuốc hay là ở đâu ạ? À? Hiệu thuốc có bán mà em. À, các hiệu thuốc đâu bán ạ? À? Rồi, các hiệu thuốc đều có bán. Dạ. Hoặc vâng là ạ, em vâng ạ. Hoặc là em có thể gọi đến cái tổng đài 1900 dạ. 1259. Dạ không ạ.
Dạ vâng, chúng tôi hy vọng rằng là thính giả cũng đã hiểu về cái cách làm sao để chúng ta điều chỉnh lại cân nặng cũng như là tăng chiều cao cho con trẻ nhà mình. Và nếu như thính giả quan tâm đến Viptin hoặc là những cái sản phẩm của Viptin phục vụ cho chiều cao thì thính giả có thể gọi đến số tổng đài 1900 1259 để chúng ta nhận được cái sự tư vấn và hỗ trợ về liên quan trực tiếp đến sản phẩm như thế cũng như là địa điểm mua. Như thế thì nó sẽ an toàn hơn, chống được hàng giả và hàng nhái. Xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình. Sau đây thì đường dây nóng 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Alo. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả hãy chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. Vâng, xin chào anh chị trong chương trình. Tôi có đứa cháu gái, cháu mới 3 tuổi, sinh năm 2015. Cháu gái, thế nhưng mà nó biếng ăn lắm, nó cứ không ăn. Thế thì không hiểu lý do gì và làm cách nào để cho cháu nó đói mà cháu ăn. Xin lỗi anh là bây giờ là cháu 3 tuổi thì bây giờ cân nặng chiều cao của cháu là bao nhiêu ạ? Cháu mới có khoảng 10 cân rưỡi thôi. 10 cân rưỡi và thì, cao? Vâng, chiều cao thì không đo. Không nhớ lắm, nó không khoảng độ trên 80 phân. Trên 80 phân thôi, vâng. Vâng, thế. Đoán thế. Vâng. Vâng. Chắc là trông cháu nó cũng thấp bé hơn các bạn đúng không? Vâng. Vâng, vâng. Thế nhưng mà cũng hỏi thêm một câu nữa là cháu ngày trước là cháu sinh lúc cái tiền sử sản khoa, tức là cháu sinh ra là cân nặng cái thứ bình thường hay là cháu bị đẻ non hay là suy dưỡng bào thai không ạ? Cháu cân rất là đủ ngày đủ tháng. Và vâng. Cân nặng lúc sinh? Là lúc cân nặng là được 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi cơ. Vâng. Vậy như vậy là nó có nghĩa là trong thời kỳ trong bụng mẹ là nuôi rất là tốt rồi đúng không? Nhưng mà sau khi ra thì là bây giờ cháu vâng, thì đúng như là nếu như mà đúng là cân nặng chiều cao như anh nói bây giờ thì cháu là đang bị suy dinh dưỡng ạ. Vâng. Suy dinh dưỡng bởi vì là cháu gái 3 tuổi thì bây giờ cháu phải 14 cân và cao 95 cm cơ chứ không phải là 80/80. Đấy và cân nặng bây giờ phải 14 cân, bây giờ cháu lại chỉ có 10 cân rưỡi thì đương nhiên là cháu là bây giờ đang là ở cái thể suy dinh dưỡng, thể còi cọc thiếu cả cân nặng thiếu cả chiều cao. Và anh cũng biết thì tất cả những cái cháu suy dinh dưỡng thì bao giờ cũng là biếng ăn, bởi vì biếng ăn là đặc trưng của những cháu bị suy dinh dưỡng, mà đã biếng ăn thì lại càng làm cho tình trạng suy dinh dưỡng nặng hơn, thì đấy là cái điều chúng ta ai cũng biết cả rồi đúng không ạ? Thế thì giờ cái vấn đề đặt ra là không biết là nhà anh thì có cách Hà Nội ra không ạ? Hay là ở ngay Hà Nội ạ? Tôi ở Thạch Thất mà. Anh ở Thạch Thất thì gì? Thế thì sao đến Hà Nội cũng rất gần đúng không? Thế thì theo lời khuyên của tôi thì tốt nhất là cái trường hợp cháu mà suy dinh dưỡng như này, suy dinh dưỡng tương đối nặng như này mà lại kèm theo biếng ăn nữa thì nên cho cháu đến khám viện dinh dưỡng ạ. Vâng, anh nên cho cháu đi khám, tại vì đi khám đến đấy thì làm sao lại đến đấy bác sĩ có thể cho cháu làm các xét nghiệm để xem. Thường là những cái cháu suy dinh dưỡng này thì nó lâu ngày, nó biếng ăn lâu ngày cho nên nó thiếu các cái vi chất dinh dưỡng, ví dụ như thiếu kẽm này, thiếu các cái men tiêu hóa này, thiếu các thứ thì làm cho cháu cái tình trạng biếng ăn của cháu nó nặng lên. Thế cho nên bây giờ là cần phải xét nghiệm để cho cháu thiếu cái gì để bác sĩ bổ sung. Thứ hai nữa là sẽ được tư vấn cái chế độ ăn nó cụ thể hơn. Thế còn riêng bây giờ nếu mà anh hỏi qua tổng đài thì tôi cũng xin là tư vấn cho anh một điều là như này. Thứ nhất ý, để cái biếng ăn của trẻ em, nhất là cháu 3 tuổi như này, thì đầu tiên ấy là thứ nhất là phải chế biến các cái món ăn nó đa dạng hơn. Ví dụ như bây giờ cháu nó không chịu ăn cơm chẳng hạn thì có thể cho cháu ăn cháo, ăn mì, ăn bún, ăn phở đấy, ví dụ như thế, chứ không ép cháu. Cái thứ hai nữa là không cho cháu ăn vặt. Đấy là hai là cái điều mà tôi thấy rất hay gặp ở trẻ em. Nhiều khi các cháu biếng ăn, thế chung là thương con thì hay thương cháu thì thôi, nó chả ăn được cái gì thì ăn là cứ bim kim bánh kẹo ăn cả ngày chẳng hạn, thế đến bữa là nó sẽ không ăn cái gì cả. Đấy, và cái thứ ba ấy nữa là nếu mà cháu uống được ăn được ít cơm quá thì có thể cho cháu uống sữa rồi ăn trái cây rồi ăn hoa quả. Nói chung là chia nhiều bữa ăn ra và nấu các cái món ăn dễ tiêu hóa cho cháu ăn tăng thêm. Thế còn nếu chưa cho cháu đi khám được thì có thể bổ sung cho cháu thêm men vi sinh hay là bổ sung cho cháu thêm kẽm. Đấy, men tiêu hóa nữa thì sẽ giúp cho cháu nó ăn sẽ ngon miệng hơn. Thế còn trường hợp của cháu thì suy dưỡng nặng như thế này thì tốt nhất là nên cho cháu đi khám bác sĩ. Vâng. Thế nhưng mà cháu nó đi khám thì bác sĩ cứ bảo là không gì. Đấy. Không việc gì. Anh khám ở đâu ạ? Khám ở viện Nhi Trung ương. Khám viện Nhi Trung ương. Vâng. Vâng. Ở Thạch Thất thì cứ đông ở Nhi Trung ương ngay mà. Vâng vâng. Thế thì như này cũng xin nói với anh là bệnh viện Nhi Trung ương là cái bệnh viện mà chủ yếu là chữa về bệnh lý cho trẻ em. Thì thông thường là ví dụ như đến đấy khám thì ví dụ như là người ta chỉ thấy là cháu nó không bị viêm phổi, nó không bị tiêu chảy, nó không viêm họng, có nghĩa là không mắc các bệnh cấp tính thôi. Thế nhưng về cái tình trạng dinh dưỡng của nó thì anh phải đến khám ở viện dinh dưỡng thì là sẽ được các bác sĩ sẽ quan tâm hơn nhiều đến cái vấn đề thiếu các cái vi chất dinh dưỡng làm cho cháu nó biếng ăn chậm lớn, thì anh nên khám chuyên khoa dinh dưỡng thì nó sẽ đúng chuyên khoa hơn là khám ở viện Nhi. Chuyên khoa dinh dưỡng à? Vâng, anh đến cho cháu đến viện dinh dưỡng ạ. Nhưng mà ở bệnh viện Nhi à? Không phải bệnh viện Nhi, viện dinh dưỡng ạ. Viện dinh dưỡng. Vâng, phòng khám tư vấn dinh dưỡng của viện dinh dưỡng ở số 2 Yết Xanh anh. Vâng vâng. Vâng vâng. Vâng, anh cứ đến phố Lò Đúc. Vâng.
phố Lò Đúc và anh hỏi viện dinh dưỡng thì người ta sẽ chỉ ngay cho anh là nằm ở chỗ nào, nó vì nó nằm trên gần trục đường của phố Lò Đúc ạ. Vâng. Cháu bây giờ vẫn chưa ăn cơm và toàn ăn cháo mà. Vâng, thì bây giờ suy dinh dưỡng này vẫn phải càng phải ăn cháo đấy ạ. Ăn cháo không sao đâu ạ, miễn làm sao là cháu nó ăn được đủ chất dinh dưỡng để cháu nó lớn lên rồi sau nó ăn cơm sau cũng không có gì là muộn đâu ạ. Thế thì cho cháu ăn thì cứ cho cháu nó cứ ngồi chơi điện thoại thế có tốt không ạ bác sĩ? Không tốt tí nào ạ, tốt nhất là bây giờ là nên cho cháu ra vận động ngoài trời nhiều hơn. Vâng, ví dụ như cho cháu đi bộ này, hay là mua cái xe đạp cho cháu đạp xe, hoặc là ông bà dắt cháu đi bộ hoặc là gì đấy, cho cháu vận động ngoài trời nhiều hơn thì là sẽ tốt hơn nhiều, chứ còn không có ngồi chơi điện thoại mới xem tivi là không tốt cho sức khỏe một chút nào cho các cháu. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi, và với cháu bé 3 tuổi như thế trong tình trạng thể trạng như vậy thì có lẽ chúng ta nên gặp gỡ các bác sĩ chuyên ngành về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thì chúng ta sẽ có được những cái phương cách để làm sao mà cháu ăn ngon hơn và ngủ ngon giấc hơn. Xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình. Còn sau đây thì đường dây nóng 1900-6255 tiếp tục nhận được những cuộc kết nối của các quý thính giả, và chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả hãy chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. À vâng, chào chương trình, chào bác sĩ. Tôi là Hưng ở trong Bình Dương. Tôi có đứa cháu ngoại năm nay cháu 8 tuổi. Cháu cân nặng được khoảng 30 kg, cháu cao 1m2 rồi. Ăn uống thì bình thường nhưng mà cháu không chịu ăn rau xanh và cá, thì liệu có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ? À vâng, xin lỗi bác, là cháu 8 tuổi là bé trai hay bé gái ạ? Bé trai. Bé trai 8 tuổi và nặng 30 kg và cao 1m20. Vâng. Vâng. Thứ nhất ấy thì là về cái cân nặng của cháu thì cháu lại thừa cân bác ạ. Đấy, vâng, cân nặng bây giờ mấy cháu trai 28 tuổi thì bây giờ thực ra cháu chỉ cần 25 cân thôi. Nhưng mà cao thì lại phải 1m25 chứ không phải là 1m20. Nếu như bác đo chiều cao không biết có đúng hay không, chứ nếu đúng 1m20 thì cháu lại đang bị thấp đấy. Vâng. Thế mà cao có 1m20 mà nặng những 30 cân thì chắc là trông cháu khá là mập đấy. Vâng. Vâng, trông cũng. Vâng, thế thì phải do lại chiều cao ở sao nào. Nhưng mà đương nhiên nếu mà theo như thế này, nếu mà đúng như là cái chiều cao cân nặng của bác đang nói thì cháu lại đang bị thừa cân đấy ạ. Vẫn thừa cân và có nguy cơ thừa cân béo phì mà lại còn thấp chiều cao. Thế thì cái vấn đề bác hỏi là không chịu ăn rau không ạ? Không chịu ăn rau, không chịu ăn canh. Không chịu ăn rau canh gì cả, chỉ ăn thịt với cả ăn ấy cứ... Chỉ ăn thịt nạc kho với lại ruốc nhất thôi. Vâng. Ruốc thịt đấy. Vâng, đương nhiên thì với một cái chế độ ăn mà nói là tốt nhất thì phải ăn đa dạng các loại thực phẩm thì tốt hơn bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì tùy theo từng cái khẩu vị cũng như là cái sở thích của mỗi người thì tất nhiên là cũng có thể là không bắt ép được. Nhưng mà nói chung là bây giờ là nên cho cháu tập cho cháu ăn đa dạng thì sẽ tốt hơn. Tại ăn rau xanh rất là quan trọng, và chính thiếu ăn rau là một trong những nguyên nhân chậm phát triển chiều cao của trẻ đấy ạ. Và thứ hai, hỏi bác sĩ thêm một chút cái này, chút trước này thì ngày còn nó cháu còn nhỏ thì cho ép uống sữa nhiều quá, bây giờ cháu kinh. Vâng. Lớn giờ lại không chịu uống nữa. Vâng. Có ảnh hưởng gì không? Không sao ạ bác ạ. Sữa thì thực ra cũng là một thực phẩm rất là tốt, vừa cung cấp chất đạm, các cái chất khoáng chất và canxi. Thế nhưng mà cháu 8 tuổi rồi thì cháu có thể ăn các thực phẩm thay thế được. Ví dụ như chất đạm là cháu có thể ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, ăn cua, ăn cá. Thế rồi rau đấy, như tôi nói là rau xanh là rất là quan trọng, bởi vì canxi cũng có nhất thể trong rau quả, trong cá, tôm cũng có nhiều. Thế cho nên cháu nếu mà cháu ăn đa dạng được cái loại thực phẩm đấy thì nó tốt. Hay là nếu như không uống, cháu không thích uống sữa nữa thì cháu có thể ăn các cái chế phẩm từ sữa. Ví dụ như cháu có thể ăn phô mai, ăn sữa chua cũng là cái nguồn cung cấp canxi rất là tốt bác ạ. Chứ cũng không nhất thiết, cháu không thích cũng không nhất thiết phải ép cháu uống sữa. Và cả thứ hai là bây giờ cân nặng của cháu bây giờ đang thừa như này thì nếu có uống sữa thì cũng phải uống sữa không có đường, tách béo thôi. Chứ còn nếu uống sữa mà uống sữa toàn phần hoặc là uống sữa bột công thức dành cho trẻ bình thường thì cháu lại béo phì, cũng không phải là tốt. Đấy. Thế cho nên là cũng không nhất thiết phải ép cháu uống sữa, mà có thể ăn các chế phẩm từ sữa, sữa chua, phô mai, và đặc biệt nữa là ăn nhiều, bây giờ phải tập khuyến khích cháu ăn rau. Ăn rau là rất là quan trọng. Cảm ơn bác. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình. Và thưa quý thính giả, tới đây thì chúng tôi xin phép được kết thúc phần trao đổi với quý thính giả qua đường dây nóng 1900-6255. Và một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng vào đường dây nóng, đã kết nối chia sẻ với chuyên gia của chương trình là bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để chúng ta có được thêm những cái kiến thức để chúng ta chăm sóc những con trẻ của gia đình chúng ta một cách tốt hơn nữa, để cho những con trẻ khi trưởng thành trở thành những nam thanh nữ tú và cùng góp phần để phát triển thể trạng của người Việt Nam trong những thời gian tới. Và xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Tới đây, 60 phút của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin được nói lời chào tạm biệt và mong rằng chương trình đã đem đến những kiến thức vô cùng bổ ích cho các quý thính giả đã đón nghe chương trình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng VIPTIN giúp trẻ cao lớn thông minh tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Còn ngay sau đây, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những chương trình đầy hấp dẫn khác trên kênh Joy FM.